gia sẽ đưa ra những câu hỏi thuộc quá khứ, dựa vào những nghiên cứu trên để đem lại sự đồng điệu cho hai người chơi. Hãy cùng chờ đợi những câu hỏi dẫn lối tới tình yêu. Câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ rằng dành cho cả hai bạn đều phải trả lời. Kể cho tôi ba đức tính ở người bạn đời mà bạn mong muốn nhất. Đối với em thì ba tiêu chí. Một là chững chạc. Hai là một người có ý chí trong cuộc sống. Và ba là có một chút hài hước hóm hỉnh để cho cuộc sống nhiều màu sắc. Bạn Thu đặt ra ba tiêu chí mong ước nhưng mà cảm quan ngay ban đầu đã thấy được hai rồi đấy. Được hai rồi đấy. Đúng không? Em thấy không? Chững chạc, có chững chạc chưa? Quá chững chạc, ý chí không? Quá ý chí. Còn mỗi cái món kia thì phải xem từ từ. Nào, bây giờ thì sẽ là Tùng. Với em thì ba tiêu chí của em sẽ là bạn nữ là cần phải là bạn ý sống tình cảm ạ. Tình cảm với bố mẹ, tình cảm gia đình với bạn bè, đồng nghiệp ạ. Em quan trọng với sống tình cảm ạ. Thứ hai nữa là sự độc lập ạ. Độc lập trong công việc hoặc độc lập trong cuộc sống hàng ngày ạ. Cái thứ ba nữa là bạn ấy cần là chăm chỉ ạ. Đúng là những yếu tố của một người phụ nữ, của gia đình, của người vợ. Chứ không đơn thuần chỉ là một người yêu. Quá hay đúng không anh Đinh Đoàn? Toàn đứa khôn. Sâu sắc. Sâu sắc đúng không em? Một câu đầu tiên mà đã hay thế này rồi. Mời anh Đoàn câu tiếp theo đi ạ. Tôi nhìn thấy là các bạn ấy cả hai đều có sự tự lập. Và chính câu hỏi thứ hai nó sẽ liên quan đến đó là từ lúc nào các bạn có thể chứng minh rằng mình tự lập? Từ em hồi học sinh viên ạ. Em đã đi làm thêm, em đi dạy gia sư tiếng Anh với cả làm cho một trung tâm vui chơi cho trẻ em ạ. Và mình chủ động về cái nguồn thu nhập của mình ạ. Cái độc lập này em có từ rất sớm rồi, về tinh thần, về cuộc sống. Em không có ở với bố mẹ mà em ở với ông bà. Bởi vì bố mẹ em không có ở nhà. Như vậy là em là không ở cạnh bố mẹ từ sớm. Đúng rồi. Em có nhớ là từ bao nhiêu tuổi không? Từ khi em 3 tuổi. Em có kết nối nhiều với bố hoặc mẹ mình không? Thực sự thì có thể là vì địa lý ở xa nên là cái khoảng cách nó cũng dẫn đến cái việc tình cảm không được thân thiết, không được cởi mở. Thế tuy nhiên về tài chính, em cũng như anh Tùng thôi. Em kể từ khi mà lên đại học thì em cũng có những cái công việc làm thêm. Em cũng có gia sư, cũng có trợ giảng tiếng Anh, cũng có dạy tiếng Anh cho trẻ em. Và hiện tại thì em cũng đang làm trong lĩnh vực giáo dục, đúng cái ngành mà em yêu thích. Một cô gái cũng gian truân vất vả, cũng tự lập từ nhỏ cả về mặt cảm xúc, tình cảm lẫn về tài chính. Với một chàng trai Hà Thành, từ sinh viên đã muốn độc lập, muốn đi làm. Thế cho nên là tiền đối với hai bạn thật sự có ý nghĩa ngay từ lúc mà còn thanh niên. Và câu hỏi thứ ba lại liên quan đến tiền ạ. Hãy phát biểu quan niệm nhìn nhận của mình về mối quan hệ giữa tình và tiền. Tiền, tài chính, những cái mà liên quan đến cái cuộc sống chung thì bắt buộc là mình sẽ phải có trách nhiệm thôi. Nhưng mà cái tình nghĩa mới là cái quan trọng ạ. Cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà mình không thể biết trước được. Thì cái tình nghĩa nó sẽ là cái mà còn mãi. Trong hoàn cảnh nào nó cũng sẽ tồn tại. Em cũng đồng quan điểm với bạn Thu là tình cảm nếu mà mất đi thì không lẽ được ạ. Còn tiền nếu mà mất đi mình hoàn toàn có thể kiếm lại được. Chia sẻ là nếu cũ của em ạ, thì bạn ấy lại đánh giá cái tiền quan trọng hơn. Thế là xảy ra là nhiều cái là cuối cùng lại thành. Nào em kể một chút về câu chuyện đó đi. Em với bạn ấy cũng yêu nhau thì lúc mà chuẩn bị ra mắt ạ, bạn ấy có hỏi ý kiến bố mẹ, bởi vì điều kiện nhà em không được như nhà bạn ấy. Thì mẹ bạn ấy đã nhận xét là nếu mà con trai mà không có điều kiện ạ thì sau này thì không phù hợp. Em nghĩ là tình cảm chưa đủ sâu để bạn có thể phản đối lại quyết định của bố mẹ ạ. Trong thời gian thì bọn em quyết định là dừng lại. Đôi khi chúng ta mất một cái gì chúng ta cứ tiếc nuối. Nhưng đừng quên rằng cái cánh cửa này khép lại thì có một cánh cửa khác còn rộng rãi hơn, hay ho hơn là nó đang mở ra. Và hy vọng rằng đây là cánh cửa cuối cùng cho Tùng đấy nhá. Hỏi riêng một chút xíu thôi ạ. Bạn Tùng này, điều ngu ngốc nhất mà bạn đã từng làm trong tình yêu? Điều ngu ngốc nhất là em còn nhớ là em định quay lại với người yêu cũ ạ. Định quay lại với người yêu cũ? Vâng ạ. Khi mình đã biết mình ngu tức là không còn ngu nữa. Bây giờ thôi rồi, đúng không? Thu ơi, khoảnh khắc nào xấu hổ nhất trong cuộc sống mà em từng trải qua? Để mà nói xấu hổ ấy thì em chưa có cái khoảnh khắc nào đáng để nhớ cả. Đã bao giờ có một khoảnh khắc nào mà em cảm thấy bị khó xử, bị ngượng, bị ngại hoặc đôi khi bị tự ti? Em nắm luôn được cái từ khóa anh Thành Trung vừa nói, đó là tự ti. Em nghĩ là cái tự ti này đâu đó nó vẫn thể hiện trong cái tính cách của em. Cái lý do lớn nhất là từ phía gia đình.
nó là cái mà em bị yếu thế hơn, thì nó làm cho em tự ti. Và đã bao giờ cái vấn đề đó nó ảnh hưởng tới những mối quan hệ của em chưa? Em lấy ví dụ luôn trường hợp về người yêu cũ. Khi mà gia đình của anh ấy phản đối, có thể là có rất nhiều những cái lý do khác nữa, nhưng mà cái lý do chính là từ phía gia đình của em. Và như vậy thì họ không có thích. Đầu tiên là em cảm thấy tủi thân trước. Sau đó thì ông bà em cũng sẽ cảm thấy buồn, tổn thương. Vâng. Và anh thì sao? Em đã bao giờ em gặp hoàn cảnh này chưa? Cá nhân em, cuộc sống của em thì chưa có, nhưng chính nhân vật của em có rồi. Như mọi người cũng biết là trong Phương Nam và Hoàng Long là một mối tình như thế. Chính vì thế mà có lẽ Phương Nam đã quyết định ra đi, và Hoàng Long lúc đấy cũng bế tắc, bởi vì là Long cũng là một người đàn ông của gia đình. Thế nhưng mà đến cuối cùng ấy thì như mọi người cũng thấy là khi tình yêu đủ lớn thì có thể biến những thứ không phù hợp thành những thứ phù hợp. Hỏi một câu cuối cùng thôi ạ. Hai bạn rất yêu nhau, gặp được đúng người, đúng thời điểm, đều sẵn sàng muốn làm đám cưới. Nhưng khi dắt nhau về ra mắt đôi bên, đây là ví dụ nha Tùng, bố mẹ Tùng bảo ôi trời ơi con bé này thì được, xinh, thông minh, được đấy, nhưng mà mẹ cứ lăn tăn là hoàn cảnh gia đình của nó từ bé như thế. Em nghĩ là nếu mà thường mà em dắt bạn ấy về nhà em để ra mắt bố mẹ ấy, thì trước lúc đó đấy là em sẽ phải nói rõ quan điểm của em là đây là sự lựa chọn của em. Thứ hai là em cũng muốn, mặc dù bà ý bị tự ti về cái hoàn cảnh của bà ý, nhưng bà ấy sẽ thể hiện cái mặt tốt của bà ý cho mắt bố mẹ em, để bố mẹ em thấy rằng là hoàn cảnh nó không ảnh hưởng gì đến bà ý cả. Thì em nghĩ là bố mẹ em sẽ hiểu và thông cảm, và đồng thời sẽ là chấp nhận cái quyết định của em. Chúng ta phải nhìn nhận là cuộc sống là ai chẳng mong muốn cho con cháu, người thân của mình được tốt. Nhưng tốt như thế nào thì chỉ chúng ta mới biết. Chỉ chúng ta mới biết thế nào là tốt thực sự. Anh Đình Đoàn đã hỏi xong rồi. Bây giờ các em sẽ có 3 câu hỏi dành cho nhau để biết thêm về nhau. Anh nghĩ rằng là một người làm giáo dục như Thu thì chắc là có nhiều câu hỏi hơn. Mời Thu. Dạ vâng, em chào anh Tùng. Em muốn hỏi này, đối với bạn gái cũ ấy, điều gì làm anh cảm thấy hài lòng và anh chưa hài lòng? Tại vì là chuyện cũ rồi ấy, anh cũng không nhắc lại, nhưng mà anh chỉ chia sẻ một chút là những cái mà anh hài lòng về bạn ý là bạn ý có tính độc lập, bạn ý cá tính, và bạn ý cũng có một chút hài hước, là điều mà anh thích ở bạn ấy. Còn điều mà không hài lòng là bạn ý chưa có chính kiến, bạn ý vẫn còn hơi trẻ con. Thu ơi, dạ vâng. Anh xin phép anh hỏi một câu là thế, em tự cảm thấy là ngoài những cái mà em vừa nói ra thì em thấy cái nhược điểm của em là gì? Cái nhược điểm của em đó là em, cái kỹ năng kiềm chế cảm xúc của em nó chưa được tốt. Em hay thể hiện rõ và em hay thể hiện nó trên gương mặt luôn. Câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi anh Tùng, trong cái thời điểm như hiện nay ấy, cái tần suất anh ra ngoài, anh đi chơi như thế nào? Hiện tại thì như em thấy anh khá bận với công việc đấy. Nhưng mà anh cũng nhận ra là cái việc mình cuốn theo công việc đấy cũng không thực sự là tốt lắm, nên là anh cũng đang cố gắng là sắp xếp lại cái công việc của mình cho nó phù hợp. Giả sử như là trong trường hợp mà lúc đấy em đang rất muốn đi chơi, hoặc là em trong ngày đặc biệt của em chẳng hạn, trường hợp mà anh bận quá mà chưa sắp xếp được, em sẽ làm gì và em sẽ hành động như thế nào? Công việc hay là những cái nó thật sự là bất khả kháng thì trong trường hợp đấy mình vẫn phải chấp nhận thôi. Nhưng mà người sau đó người ta sẽ bù lại mà. Đấy, còn nếu như là một cái gì đấy nó không đúng và em phát hiện ra là anh nói dối thì cái đấy chắc chắn là anh sẽ không xong rồi. Đúng, chết đúng luôn. Tình yêu là phải như thế, phải có sự chia sẻ. Em có một câu hỏi cuối cùng dành cho anh ạ. Cái câu hỏi này mang tính chất giả định một chút. Dịch vẫn còn đang rất là phức tạp như vậy, cái việc mình đi chơi, mình đi ra ngoài nó sẽ phải hạn chế nhiều hơn. Thế nhưng mà anh có một cô bạn gái mà rất là cuồng chân, bạn ấy rất là thích đi chơi, rất thích ra ngoài, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Nhất là em đã tiêu đủ 2 mũi chưa? Hay quá! Bắt tay em cả. Anh, nếu là anh cũng hỏi câu đấy, hay quá! Thế mới thấy đây là một bạn hoàn toàn có khiếu hài hước và hay ho nhá, anh Đoàn nhá. Hài hước nhưng thực tế. Hay quá, rất thực tế. Đối với em, tiêu chí cho một người bạn đời là có một chút hài hước hóm hỉnh. Em tiêm đủ 2 mũi rồi anh ạ.
Thế thì còn lý do gì mà mình không đi chơi nhỉ, đúng không? Đúng quá. Rồi. Vỗ tay này. Em thấy vừa lòng rồi. Câu hỏi cuối cùng của Tùng dành cho Thu. Em hết rồi ạ. Hết rồi à? Vâng ạ. Vâng. Em hộp quá em quên hết câu hỏi. Vâng, tôi nghĩ là đây là hai bạn trẻ có tư duy giống nhau, có mong muốn trong cuộc sống giống nhau. Và chắc chắn rằng các bạn ấy trước hết sẽ là bạn được với nhau đã. Chúng tôi muốn mời quý vị cũng như là dành tặng hai bạn một ca khúc với một sự trình diễn rất đặc biệt của nam ca sĩ Ali Hoàng Dương, ca khúc Chuyện của mùa đông. Chuyện của mùa đông, chuyện về những ngón tay đan, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em bước bên anh một chiều nhiều gió, hẹn hò thêm nữa nghe em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông, chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng, lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen, mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ, đến khi thành phố xuống đèn. Một sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh, kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đậm ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng nghe tiếng em khẽ cười, rảnh rỗi ạ. Nhưng nó chẳng rảnh tí nào. Cuốn sổ sẽ thay em lắng nghe những điều anh muốn nói, hoặc không muốn nói, hoặc chưa muốn nói. Em thích anh nhiều lắm. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Hãy Yêu Nhau Đi. Và bây giờ sẽ là phần rất đặc biệt để chúng ta kết nối với những người thân của hai bạn Thu và Tùng. Chúng ta sẽ cùng kết nối ngay với người thân của bạn Thu. Xin chào bạn. Bạn có nghe thấy trường quay của chúng tôi kết nối không ạ? Dạ có anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc. Em đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Đúng giọng đồng hương nhà anh rồi. Anh Quảng Ngãi nhá. Dạ. Em biết Thu với tư cách là mợ dâu với cháu
Cháu chồng ấy được bao lâu rồi nè? Cũng gần 10 năm rồi anh. Điều em thích nhất ở Thu là sống mà tình cảm, vui vẻ. Tí Tùng không? Dạ có anh, dạ có. Rồi, bây giờ em nhìn, em thấy hình thức thế nào? Nhìn kỹ đi. Dạ được, dạ được. Em nhìn Tùng có vẻ hiền đúng không anh? Đúng rồi, rất hiền, rất độc lập. Mà lại là một cái người rất tình cảm luôn. Thế thì bây giờ, ví dụ như là đây sẽ là cháu rể tương lai của em đi. Thế thì em sẽ muốn nói điều gì với chàng trai này? Nếu như đây mà cháu rể tương lai của em ý, thì em mong muốn là có thể bên cạnh Thu, yêu thương và chăm sóc cho Thu. Đối với em phải là đủ rồi anh. Và bây giờ em nói gì với cháu em sau khi em nhìn thấy cháu rể tương lai? Em nói câu gì nào? Em không biết là tương lai sau này như thế nào, nhưng mà cứ nếu được mà ở bên nhau á, thì em mong muốn hai người sẽ trân trọng nhau, yêu thương nhau, che chở cho nhau, được rồi anh. Tuyệt vời. Anh thì chưa hỏi được em nhiều vì em rất là xúc động. Nhưng anh nghĩ rằng là cái cảm xúc của em ấy nó lên tất cả. Và anh đã hiểu vì sao Thu chọn em để chương trình kết nối. Dạ em cảm ơn anh. Vậy thì cho anh gửi lời hỏi thăm tới chồng em, tới gia đình. Mong rằng một ngày gần nhất anh và em sẽ được nhìn thấy cái ngày hạnh phúc của Thu cùng với một ai đó. Và nếu như là chàng trai bên kia thì quá là tuyệt vời. Em rất là mong muốn có chơi đời. Dạ. Mà tuyệt vời. Mà dễ thương. Người miền Trung là như thế. Tình cảm này, cảm xúc. Tôi nghĩ là ông trời không lấy đi của ai tất cả. Nhưng đây là một mợ, là còn mợ dâu. Mà lại rất yêu quý cháu mình như thế này. Thì phải nói rằng là đấy cũng là sự sắp đặt của số phận. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với người thân của bạn Tùng. Vâng, xin mời ạ. Xin chào bạn, bạn có nghe thấy trường quay nói gì không ạ? Em là Hoàng Giang, thì em là bạn của Tùng ạ. Trong đánh giá của em thì Tùng là người như thế nào trong câu chuyện tình cảm với bạn gái? Tùng là một người chân thành và biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Vậy là bạn nữ đang ngồi ở trường quay có vẻ yên tâm rồi. Thế thì câu chuyện tình cảm nào mà em nhớ nhất về Tùng? Em nhớ là cũng có thể là cũng có một bạn nữ là cũng tương đối là sâu đậm. Như là có khác biệt một chút về gia đình bạn nữ là cũng khác nhau. Thế nên là tiến tới câu chuyện xa hơn thì cũng có khác biệt tương đối là lớn. Như vậy là bạn Tùng đã nói đúng. Em với bạn ấy cũng yêu nhau thì mà chuẩn bị ra mắt ạ, bạn ấy có hỏi ý kiến bố mẹ vì điều kiện nhà em không được như nhà bạn ấy, thì mẹ bạn ấy đã nhận xét là nếu mà con trai mà không có điều kiện ạ thì sau này thì không phù hợp. Nếu như có một lời khuyên cho một cô gái nào đó mà chuẩn bị đến với Tùng thì em sẽ khuyên điều gì? Nếu mà bạn nữ mong muốn là có thể là tìm kiếm một người có thể cùng đồng hành và cùng phát triển, Tùng sẽ luôn luôn là sẽ dành những điều tốt đẹp nhất đối với người bạn đồng hành của mình để phát triển một tương lai lâu dài và hạnh phúc ạ. Ý em nói là bạn nữ hãy yên tâm đi. Bạn anh là một người rất tốt, rất chín chắn, đúng không? Vậy thì bây giờ em nghe bạn nữ hỏi thăm em đây này. Anh có thể cho em biết là nếu là một người nào đó có khả năng sẽ trở thành bạn gái của anh Tùng ấy thì em sẽ phải lưu ý cái điểm gì để có thể phù hợp với Tùng? Đúng rồi. Cái điều mà không chỉ là Tùng mà cũng chỉ là mọi người đàn ông mà mong muốn ở người đồng hành, người bạn đời bên cạnh mình, đấy là sự thấu hiểu, sự tôn trọng. Anh ơi, thế anh Tùng thì có nhiều em gái mưa không ạ? Tùng thì không hiểu vì lý do gì đến cái đoạn quan trọng nhất cần nghe thì em thấy mạng có vẻ hơi chập chờn. Ra anh trả lời lại đi, bởi vì em trả lời cái câu vừa rồi bọn anh không nghe đi gì cả vì mạng nó chập chờn. Em không biết được em gái mưa Tùng thế nào. Nhưng mà em thấy là để ý là ví dụ qua các trang mạng xã hội thì mỗi lần Tùng có cái gì lên là cũng dậy sóng trên Facebook, là cũng nhiều lượt tương tác, comment với cả tương tác đó. Một lời cuối cùng trước khi chúng ta chia tay nhau, ra anh muốn nói gì với ông bạn thân? Thì mình đã gặp nhau là một cái duyên rồi, thì tôi nghĩ là cả hai là nên mở lòng và cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và xa hơn, là tìm tới những mục tiêu cao hơn. Đấy, hiếm có người bạn nào mà bạn thân là nam mà lại khuyên rất là lành mạnh như thế này. Chúng ta đã kết nối với người thân của Tùng và Thu. Và
chúng ta sẽ không nói gì thêm nữa, bởi vì lúc này là lúc mà các bạn ấy sẽ hình dung ra nhau, sẽ tưởng tượng về nhau thông qua những cái gì mà các bạn đã được nghe và được biết. Chính vì thế mà chúng tôi mang các bạn tới một phần tôi nghĩ là rất thú vị của Hãy Yêu Nhau Đi. Đó chính là phần được mang tên Điền Chỗ Trống vào hôm nay. Mỗi người sẽ có một bảng các thông tin của thi hiện tại, cần người này dự đoán về người kia và điền vào chỗ trống. Sau đó, hai bên sẽ cùng trao đổi thông tin để thấy có bao nhiêu điểm đúng hoặc sai. Phần chơi này sẽ giúp hai người cảm nhận được về nhau hơn và hiểu được đối phương. Chúng tôi sẽ có 5 câu hỏi dành cho mỗi bạn. Ở đó sẽ có những phần còn trống, các bạn hãy điền thông tin mà mình nghĩ rằng đấy là thông tin chính xác về người kia. Nếu các bạn đúng từ 3 câu trở lên thì các bạn sẽ nhận được những món quà mà các bạn đã chuẩn bị trước để dành tặng cho nhau. Sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Em sẵn sàng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên. Anh nghĩ công việc liên quan đến lĩnh vực giáo dục sẽ rất hợp với Thu, bởi vì em luôn dùng sự... sự chu đáo tận tâm. Chu đáo tận tâm. Vâng. Ở trên này là một đáp án chỉ có 2 từ, và 2 từ này chả liên quan gì đến 4 từ kia. Chu đáo cộng với tận tâm thì bằng chân thành. Nó cũng là những cái từ mà rất là đồng nghĩa trong tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng được, người ta hiểu nhau đến thế là cùng với con người đó. Thế thì còn gì mà mình không kéo lên nữa đúng không ạ? Kéo luôn. Bây giờ sẽ là câu thứ 2 của bạn Thu ạ. Điều ưu tiên nhất trong cuộc sống của Tùng hiện tại là công việc. Hu cái gì? Đáp án là hu à? Vâng, như vậy là đáp án là gì kia là hu. Ý em là chính xác là sự nghiệp ạ. Sự nghiệp hay công việc? Thì sự nghiệp là công việc mà anh. Vì câu chữ khác nhau mình phải nhờ chuyên gia. Bởi vì sau này có bội vạ đâu được chuyên gia chứng kiến. Chẳng có ai ngồi không mà có sự nghiệp cả. Cho nên là làm việc tức là xây dựng sự nghiệp hoàn toàn chính xác. Vậy thì mời anh lại thả quà xuống một nâng nữa ạ. Hay thả luôn nhá. Dạ vâng. Rất là hiểu em đấy. Thả luôn chứ. Vâng. Thì hai bạn này là có vẻ như rất hiểu nhau đấy ạ. Bây giờ sẽ là câu số 2 của bạn Tùng ạ. Khi buồn Thu sẽ muốn mọi người động viên Thu bằng cách nói không sao đâu em. Ui giời ơi. Em nói lại. Em vừa nghĩ ra hay là chị Phương Oanh? Không ạ, em vẫn đang ngồi đây. Em vừa nghĩ ra. Đáp án mời anh Đinh Đoàn đọc to lên ạ. Đáp án là không sao đâu, còn thì .. em hay chị hay cháu hay con gì đấy thì tùy. Quá chính xác, vỗ tay. Ôi. Không thể hợp, không thể đúng hơn. Sắp được rồi. Vậy thì bây giờ sẽ là câu thứ 3. Điều Tùng không hài lòng nhất ở một cô gái sẽ là cái tính trẻ con của cô ấy. Không phải trẻ con nào cũng ngang bướng, như những người ngang bướng thì thường trẻ con. Dạ vâng, cái này em công nhận. Thế thì theo chuyên gia là câu này thì thế nào? Tôi nghĩ rằng cái câu trả lời này chốt được. Vậy thì chúng tôi không nghi ngờ gì nữa, quà của bạn Tùng đã thuộc về bạn Thu. Vỗ tay. Như vậy là Thu hiểu Tùng cả 3 câu luôn. Còn Tùng sẽ phải cố gắng thêm em nhá. Dạ. Anh sẽ gửi tặng cho em cứ để đây, lát nữa mình sẽ bóc ra sau. Khi giận Thu sẽ... Khi giận Thu sẽ thể hiện hết cảm xúc của mình ra cho mọi người biết ạ. Bao giờ mà Thu hết giận thì Thu sẽ bình tĩnh lại và chưa có gì xảy ra. Đấy là ý kiến của anh hay của em ạ? Của em và tham khảo của chị Oanh. Như vậy là em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đáp án này đúng không? Em chịu trách nhiệm trước câu trả lời của em. Đáp án của Thu đó là im lặng và vẫn im lặng. Cái chia sẻ của em ban đầu ấy là khi mà em giận ở đây có nghĩa là em không thích một cái việc gì đấy thôi thì em sẽ thể hiện ra mặt, nhưng mà em sẽ không nói. À rồi, ví dụ như Tùng làm một việc gì mà không vừa ý là... Tức là ra mặt luôn đúng không? Rồi, như vậy là câu này không chính xác. Bây giờ thì sẽ là câu thứ 4 của Thu luôn, dành cho Tùng. Những người xung quanh hay nhận xét Tùng là một chàng trai tốt bụng, độc lập, chỉ có điều còn hơi trẻ con một chút. Tôi nghĩ câu này không chính xác. Đó. Mời Tùng đọc câu thứ 4. À, rào cản lớn nhất trong chuyện tình yêu của Thu thì em nghĩ là gia đình ạ. Chắc chắn rồi, không thể đúng hơn với những gì mà chúng ta đã chia sẻ với nhau. Thuộc cho nó luôn nhá. Chính xác, quà của bạn Thu đã thuộc về của Tùng. Mời Oanh lấy giúp cho Tùng. Quà thì đã thuộc về nhau rồi nhưng chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa để thể hiện cái sự hiểu nhau. Một chàng trai có sự chín chắn. Chín chắn và trưởng thành sẽ là người làm rung động trái tim Thu. Chính xác. Bây giờ sẽ là câu số 5. Nếu có bạn gái, Tùng sẽ dành tối đa thời gian cho cô ấy. Tối đa theo em là bao nhiêu? 3 lần đi. 3 lần trong một tuần và mỗi lần mấy tiếng? Mấy tiếng?
Ban ngày thì mình đi làm rồi và gặp buổi tối thì sẽ từ 1 đến 2 tiếng gì đó là đủ ạ. Đáp án là tất cả thời gian rảnh rỗi ạ. Nhưng nó chẳng rảnh tí nào. Dạy gia sư, bán hàng, quần áo trẻ em, xong rồi lại còn làm ngân hàng nữa. Thì Tùng ơi, em một tuần em là rảnh chính xác là bao nhiêu lâu đấy? Em dành được khoảng tầm 3 ngày trong một tuần anh ạ, tối thiểu ạ. Tối thiểu, và mỗi lần là khoảng bao lâu? Mỗi lần là khoảng 2 đến 3 tiếng ạ. Cái đáp án em đưa ra thì nó chưa trùng, nhưng cái mong muốn của em thì anh nghĩ rằng rất là trùng. Thế nên là đằng nào quà cũng thuộc về hai người rồi, nhưng anh nói rằng là các em đang có những mong muốn rất phù hợp. Dù các bạn chưa được nhìn thấy nhau, nhưng về mặt con người, về mặt mong muốn, về mặt tình cảm ở bên trong, thì các bạn đã thực sự rất là hợp và có cái sự tương đồng. Nên chả có cách nào khác là chúng ta vỗ tay cho họ ạ. Nước chấm ba miền ngon và tiện, đậm đà hương vị truyền thống. Cho món canh chua thơm ngon đậm Việt. Ba miền ngon và tiện, dáng eo thon, còn rất hợp cho món kho. Món thịt luộc ăn với nước chấm gì ta? Ba miền ngon và tiện đây. Nước chấm ba miền ngon và tiện. Nước tinh lực Rockstar mới, công thức Pro Power chứa gấp 9 lần taurin, gấp 3 lần vitamin B3, B6 và nhân sâm. Nước tinh lực Rockstar mới, phong độ bền bỉ, tiếp sức ngày dài. X-Men Clean and Fresh mới. Với muối khoáng Himalaya và bạc hà mát lạnh, giúp tóc sạch sâu suốt 24 giờ. Luôn tự tin sảng khoái cả ngày dài. X-Men mới, 24 giờ sạch sâu, thổi bay gầu. Chơi Shopee số giờ đây, kiếm ngay 10 triệu mỗi khung giờ. Nên ngay Shopee chọn 6 số. 9 giờ, 12 giờ, 20 giờ, công bố kết quả. 10 triệu về tay ngay, còn trúng tên cả Shopee Su. Chơi Shopee số giờ đây, kiếm ngay 10 triệu mỗi khung giờ. Nước tăng lực Rockstar mới, phong độ bền bỉ, tiếp sức ngày dài. Mình làm cho xong tối nay nhé. Nước tăng lực Rockstar mới với công thức Pro Power cho bạn phong độ bền bỉ, tiếp sức ngày dài. Làm hết sức nhưng trời cũng phải hết mình. Đón bình minh không anh? Nước tăng lực Rockstar mới, phong độ bền bỉ, tiếp sức ngày dài. Nước chấm ba miền ngon và tiện, đậm đà hương vị truyền thống, rất hợp cho món kho. Món thịt luộc ăn với nước chấm gì ta? Ba miền ngon và tiện đây. Nước chấm ba miền ngon và tiện. Bây giờ là lúc mà chúng ta hãy cùng mở quà của Tùng và của Thu để xem là các bạn ấy tặng nhau cái gì với ý nghĩa ra sao. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng đời biến lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Thông điệp thông qua cái món quà này đấy là gì? Trong mùa đông năm nay em sẽ ấm hơn những mùa đông trước đó. Hay quá. Nào bây giờ sẽ là quà của Thu tặng. Dạ, là một cuốn sổ ạ. Cuốn sổ sẽ thay em lắng nghe những điều anh muốn nói, hoặc không muốn nói, hoặc chưa muốn nói. Em thích anh nhiều lắm, em thích anh nhiều lắm. Em cảm thấy là bị biên tập đi so với cái những gì mà em viết. Vâng, em đọc thêm đoạn đấy ạ. Bạn ấy đọc à? Hay quá. Thế là bạn ấy đọc thêm cái từ em thích anh nhiều lắm. Em đã thấy hài hước và đáng yêu chưa? Em còn lừa được cả anh ấy Tùng ạ. Đây là chuyên gia đọc thoại với đọc kịch bản nên mà diễn viên nam bên cạnh đọc gì mà không biết này. Cuốn sổ sẽ thay em lắng nghe những điều anh muốn nói hoặc không muốn nói hoặc chưa muốn nói. Còn cái từ em thích anh nhiều lắm là tự bịa ra thưa quý vị. Đầu tiên anh hơi lo cho Tùng đấy, bởi vì em là một chàng trai cẩn thận này, chững chạc này. Mà những người cẩn thận chững chạc thì thường ít khi hài hước. Đấy là sự thật. Thế nhưng nếu như em lại có thêm cả cái sự hài hước vui vẻ nữa thì em là một chàng trai hoàn hảo. Chúng tôi là những người làm chương trình, chúng tôi đã giúp các bạn ấy hiểu nhau bằng những câu chuyện của quá khứ, hiểu nhau về mong muốn của tương lai cũng như là con người thật ở bên trong. Nhưng trong tình yêu thì ngoài cảm xúc ở bên trong, chúng ta vẫn còn chịu ảnh hưởng của ánh mắt nhìn bên ngoài, thưa quý vị. Vì thế mà những cái khoảnh khắc đầu tiên được gặp nhau luôn rất là quan trọng.
Vậy thì ngay sau đây các bạn ấy sẽ nhìn nhau như thế nào và có phải là cái người mà mình đã mơ tới trong một mối quan hệ tình cảm hay không thì chỉ các bạn ấy mới biết. Hãy cho nhau thời gian để cùng học cách yêu, kể nhau những buồn vui, mình cùng đi qua tháng năm, đời có bao lâu để tiến, chân thành từng phút giây. Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu đó chính là khoảnh khắc lần đầu tiên được nhìn thấy nhau. Điều quý giá trong cuộc đời là khoảnh khắc mình đã gặp nhau. Anh chuẩn bị rất nhiều nhưng mà hiện tại đứng trước mặt em anh hồi hộp quá, anh không biết nói gì nữa rồi. Này lâu lắm rồi mới bắt đầu được đập nhanh như thế. Thế lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh cảm thấy thế nào? Xinh. Rất xinh. Chị bảo rồi mà. Thì em thấy anh thế nào sau khi mình nói chuyện mà chưa chỉ đúng như với những cái tính cách mà em được nghe từ đầu chương trình tới giờ. Anh khá là chững chạc, giọng nói trầm ấm, có một chút hài hước được thể hiện ở phút 89, đấy là anh thêm cái câu. Em thấy anh cũng gần giống với cái hình mẫu mà em đang tìm kiếm. Trên thang điểm 10 thì trên thang điểm 10 thì chắc là khoảng tầm 7 thôi. 3 điểm để cố gắng đúng không? Đúng rồi. Em thì mong muốn là ngay từ những cái phút đầu tiên ấy thì mình thật là bình thường thôi, để càng về sau này thì mình sẽ nhìn thấy cái sự nỗ lực của người kia. Còn nếu như mình xuất sắc ngay từ đầu thì sau này sẽ không còn gì để tìm hiểu, không còn gì để hơn được nữa. Đúng rồi, chính xác. Như vậy là Thu chỉ cho Tùng 7 điểm thôi thưa quý vị. Bởi vì bạn ấy muốn còn tìm hiểu và muốn Tùng thể hiện nhiều hơn nữa ở tương lai, ở ngày mai. Nên chúng ta dừng hôm nay ở đây, bởi vì mọi thứ đã quá đẹp rồi thưa quý vị. Bây giờ là lúc chúng ta hãy dành thời gian cho âm nhạc và một lần nữa hãy cùng gặp lại Ali Hoàng Dương với một ca khúc không thể hay hơn dành cho Tùng và Thu vào lúc này, ca khúc Mơ Một Ngày Không Xa. Ngồi nghe em hát vu vơ câu ca ngọt ngào như gửi lời chào đến con tim độc thân bấy lâu. Có lúc anh như ngủ quên trong những giai điệu này, có lúc con tim như muốn đứng im vài giây. Anh mơ một ngày không xa hai ta sẽ gần hơn. Anh mơ một ngày không xa hai ta sẽ nhớ nhau nhiều, rồi đến thương nhiều, rồi đến yêu nhiều, là người ta không thể thiếu. Anh muốn siết thật chặt đôi môi, anh muốn nắm đôi tay nhỏ bé đi khắp phương trời. Anh muốn nói cùng mây rằng anh đã thương thật rồi, đã yêu thật rồi. Có những nỗi niềm của riêng anh sẽ giữ trong anh hình bóng mang tên em. Dấu nỗi nhớ tận sâu vào nơi đây con tim và mơ. Anh mơ một ngày không xa hai ta sẽ gần hơn. Anh mơ một ngày không xa hai ta sẽ nhớ nhau nhiều, rồi đến rồi đến yêu nhiều, là người ta không thể thiếu. Anh muốn siết thật chặt đôi môi, anh muốn nắm đôi tay nhỏ bé đi khắp phương trời. Anh muốn nói cùng mây rằng anh đã thương thật rồi, đã yêu thật rồi. Có những nỗi niềm của riêng anh sẽ giữ trong tên em, dấu nỗi nhớ tận sâu vào nơi. Này.
lòng theo anh. Tùng thì về mặt mỹ thuật thì tôi chưa chấm được, nhưng về kỹ thuật thì 8 điểm rồi. Em thấy không, em đang có một người đàn ông cực kỳ chuẩn. Một cái cây hai cây mà nhét tiếp vào đây vẫn phải có cây. Đấy. Mình xem phim phụ đề thì nhiều rồi, nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên chúng ta đến với gọi là môn nghệ thuật tranh phụ đề. Tươi, dai, mềm. Taro, vuông tròn kỹ hơn. Dạ, bạn hậu cần bị đau bụng cho nên là em phải đi ra đây để phụ giúp chương trình ạ. À. Ôi giời ơi, tôi chưa thấy ca sĩ nào nhiệt tình như ca sĩ Ali Hoàng Dương. Dạ, thêm tiền anh ơi, thêm tiền nha cho xe, em ạ. Thêm cát xê gì? Dạ, thêm cát xê. Thế bây giờ em muốn cát xê bằng tình cảm hay cát xê bằng vật chất? Cả hai được không ạ? Một trong hai thôi, em tham quá. Thế thôi, mình lên chương trình rồi mình nói vật chất thì mình thực dụng quá. Đúng. Cho nên là mình nói thôi, em nhận tình cảm ạ. Và mọi người sẽ thể hiện tình yêu dành cho em bằng một tràng pháo tay. Cảm ơn Ali Hoàng Dương. Ca sĩ kiêm đạo cụ của chương trình. Bây giờ mọi người rất là muốn biết là thời gian vừa rồi ở trong thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh thế nào? Sau một khoảng thời gian mà phải gọi là dịch bệnh rất là kinh khủng như mọi người cũng biết thì ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thì cũng đã ổn hơn, cho nên là cũng được phép di chuyển các tỉnh khác và đặc biệt là được bay ra Hà Nội để có thể làm việc. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà em cảm thấy rất vinh dự khi ngày hôm nay có mặt tại Hãy Yêu Nhau Đi, được hát nè, được giao lưu, được chia sẻ và bây giờ còn được ra chơi game cùng nữa. Dạ. Mà là còn được làm khó, được thử thách nữa luôn. Dạ. Đó. Tại vì thì bây giờ anh rất là muốn em sẽ là người đưa ra một thử thách nào đó để hai bạn ấy cùng vượt qua. Sau đấy mà các bạn ấy yêu nhau hay là dành cho nhau những cái tình cảm lớn hơn nữa thì đấy chả phải là quà dành cho em à? Dạ đúng rồi. Khi mà đem ra hai cái bảng kia thì mọi người cũng hiểu là cái game sắp tới nó liên quan đến cái sự kết nối rồi đấy. Thử thách này em tự đặt tên nha. Nó là thần giao cách cảm ạ. Chúng tôi sẽ có 3 bức tranh. Mỗi cặp chơi sẽ chọn bức tranh nào là bức tranh mà mình sẽ vẽ. Người chọn bức tranh đó sẽ đứng ở xa, rồi sau đó dùng 5 từ khóa để người còn lại vẽ thành bức tranh đó một cách hoàn chỉnh. Mỗi một từ khóa sẽ chỉ được tối đa 3 từ. Đầu tiên đương nhiên rồi, đấy là Tùng và Thu. Còn cặp thứ hai thì tôi nghĩ rằng là Oanh với cả anh Đoàn thì trông nó hơi lệch. Anh là khách, em ơi, khách phương xa là quý lắm. Mời Ali Hoàng Dương với Phương Oanh sẽ là một cặp. Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Hai anh em mình cũng là một cặp, nhưng mà cặp của anh em mình sẽ là cặp tư vấn với cả cặp bình luận anh ạ. Tôi muốn hỏi là cặp của bạn Tùng, bạn Thu thì ai sẽ là người vẽ và ai sẽ là người nói từ khóa? Em sẽ là người nói từ khóa, anh Tùng sẽ là người vẽ. Wow. Tùng, em Tùng có năng khiếu vẽ không đấy? Em có một chút ạ. Thế là tốt rồi. Oanh với Ali thì sao? Chờ. Em vẽ xấu lắm. Oanh vẽ xấu lắm. Thật ra là Ali cũng vậy đâu anh. Thôi để Ali vẽ cho. Tại vì nếu mà Oanh không làm được rồi thì em phải làm thôi ạ. Rồi, dạ. Thế thì còn gì bằng. Trên tay tôi sẽ là 3 bức tranh. 3 bức tranh với những ý nghĩa khác nhau nhưng đều có chung một tương lai tươi sáng. Vậy thì nhiệm vụ bây giờ là của Thu và Oanh sẽ chọn bức tranh nào? Cho em chọn bức này đi. Bức tranh, rồi, bức này. Thế còn Oanh. Rồi, xong. Như vậy là chúng ta đã có... hai đáp án được chọn. Chúng tôi xin được mời từ khóa đầu tiên của bạn Thu dành cho bạn Tùng. Hai ngôi nhà. Ui. Từ khóa của anh. Đôi nam nữ. Uyên Hương đúng không? Chú đoán đúng thôi nha. Mỗi một từ khóa sẽ có 30 giây để vẽ ạ. Từ khóa thứ hai của bạn Thu. Ba cây xanh. Tùng thì về mặt mỹ thuật thì tôi chưa chấm được, nhưng về kỹ thuật thì 8 điểm rồi. Từ khóa của anh. Cùng nhau mơ.
Trời đất ơi, cái gì vậy? Mơ cái gì mới được? Ờ, đôi nam nữ cùng nhau mơ dạ. Thì tôi tưởng là hai người máy. Anh nhưng mà mơ mà phải có giường mình mới nằm mình mơ được chứ. Ừ, đúng rồi. 3, 2, 1, hết giờ, từ khóa thứ 3, mời Thu. Một xe hơi. Trong cái bên này giàu. Một ngôi nhà. Nhà mình to hơn nhá. Nhà, đây nhà nhá. Nhà, nhà. Nhà. Thật ra rất là hay. Ở bên này, bên kia là họ có đôi yên ương trước rồi mới xây nhà. Bên này người ta rất là cẩn thận. Gì thì gì cứ phải có cái mái ấm mà. Rồi 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 sau cưới vợ cưới chồng xong. Dạ vâng, đấy người ta bảo là an cư mới lạc nghiệp. Đúng rồi, bên kia thì dắt tay nhau bây giờ bắt đầu mới xây nhà. Đang mơ mà. Từ khóa thứ tư. Đôi uyên ương. Một chiếc xe. Bây giờ mới xe này. Ồ đấy, dòng cái nhà này giàu nha. Có nhà xong bây giờ lại có xe. Xe hơi à? Ờ đúng rồi. Trời ơi, Ali xây nhà to quá rồi, xe không biết để đâu, để dưới gầm giường. Từ khóa cuối cùng. Một hàng rào. Nhà, nhà hai tầng. Ôi trời ơi, chỗ đâu vẽ nữa. Thêm một tầng nữa ở ngôi nhà ấy. Ừ, đâu, chỗ đâu vẽ. Xong rồi, thôi rồi, xong rồi, không kịp rồi ạ. Chúng ta có 30 giây cuối cùng để hoàn thiện bức tranh. 30 giây bắt đầu ạ. Ali sáng tác tranh truyện bởi vì bạn nó vẽ người ta không biết là cái gì. Bây giờ bạn viết tiếng Anh rồi, bạn viết hoa. Đôi uyên ương thì vẽ hai người chẳng biết là trai gái. Giữa thì bạn phải viết chữ love là tình yêu. Mình xem phim phụ đề thì nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên chúng ta đến với gọi là môn nghệ thuật tranh phụ đề. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng ta trước hết là hãy đến với bức tranh của Ali. Nếu mà vẽ theo cách này của em ấy, là một gia đình không hạnh phúc lắm đâu đấy. Giải thích như sau. Trong một ngôi nhà to có một cặp nam nữ. Nhưng rồi đến một ngày đẹp trời, không hiểu sao một trong hai người phải ra ngoài đường ngủ. Mà cái giường này là ở đâu? Trên chính chiếc ô tô của mình. Có nghĩa là bị đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì dám mơ tới một tình yêu khác. Thấy chưa? Thôi đi ạ. Vâng. Đây là bức tranh mà ở đó là có hai người họ yêu nhau và có thể họ đang mơ tới những kế hoạch của tương lai. Mơ nó là mơ như thế này em ạ. Dạ, chứ dạ. Không phải là mơ ở ngoài đường ngoài chợ thế này em. Thế là do chị ăn rồi, do đấy. Ăn rồi. Anh không nói là ừ giấc mơ trước, anh đi nói là đôi nam nữ. Thì em lại em lỡ em vẽ to quá. Bức tranh này thì rõ ràng là có hạnh phúc nhưng sang đến bức tranh của Ali không có tí hạnh phúc nào. Thôi xong rồi. Tan vỡ đúng không? Rồi. Ali với cả con với cả Phương Oanh mà không hiểu nhau cũng là chuyện bình thường. Sang xem Thu với Tùng cái này. Nó là một bầu trời khác luôn ạ. Từ khóa đầu tiên của em là gì ấy nhỉ? Hai ngôi nhà. Hai ngôi nhà. Ba cái cây. Ba cái cây. 1, 2, 3. Em thấy không? Em đang có một người đàn ông cực kỳ chuẩn. Một cái cây, hai cây mà nhét tít vào đây vẫn phải có cây. Đấy. Mà lại còn có tô màu đúng biết đàng hoàng. Rất thẩm mỹ. Tiếp theo từ khóa của em là gì? Một xe hơi. Một xe hơi. Anh thấy logo ở đây. Mà logo nhá. Mà logo lại còn là xe là thương hiệu mạnh luôn nhá. Xe xịn. Từ khóa thứ tư. Đôi uyên ương ạ. Đôi uyên ương. Hay quá, tôi nương lại còn ôi. Đứng ở trên tầng thượng luôn anh ạ. Còn sao không? Đã khuya rồi vẫn ngồi ngắm sao. Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Tôi lại rất muốn chia sẻ một cái ý thế này là chúng ta vẫn thường nói rằng là đằng sau cái sự thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ. Bởi vì thật ra cấu trúc cũng có 5 từ khóa nhưng mà cứ đưa cái gì ra trước, đưa cái gì ra sau vô cùng đấy, quan trọng. Xây nhà, trồng cây, mua xe rồi với định cưới vợ xong rồi biết lên nóc nhà. Đấy, phải có quy trình như thế. Cho nên ở đây thì thật ra sự thành công của người này là góp sức của người kia và nó bổ sung của khuyết. Và cũng đúng thôi, họ là một cặp, một đôi và họ sẽ về chung một nhà. Thu chọn anh ạ. Wow. Cái chọn cũng rất là tinh tế. Mà đi chọn những thứ nó không còn là mơ nữa thưa quý vị mà nó là hiện thực. Và cái hay hơn ý, của bạn Tùng ấy, bạn ấy không cho người đứng ở dưới này mà bạn ấy cho hai người đang đứng ở trên cao cơ. Yeah. Để
khi chúng ta đứng trên cao, cái tầm mắt của chúng ta và cái suy nghĩ của chúng ta ắt cũng sẽ rộng, ắt cũng sẽ xa hơn so khi chúng ta đứng ở mặt đất. Vì thế cải biên như một cải biên còn hay hơn cả bản gốc. Không còn gì để chê cả. Dù sao chăng nữa thì hai khách mời của chúng ta, người ta cũng rất là cố gắng. Dạ. Người ta cái phong cách của họ chỉ thế kia chứ họ cũng không có lỗi gì. Dạ. Thứ nhất thì cho cái bức tranh của họ là giải nhất. Dạ. Thế còn hai bạn này là giải đặc biệt. Và chúng tôi hạnh phúc vô cùng khi những thử thách của chương trình làm cho Tùng và Thu ấy ở gần nhau hơn. À, đây cũng là lần đầu tiên mà em được đến với lại chương trình Hãy Yêu Nhau Đi. Thì nghe cái tên rồi thì mọi người cũng hiểu là dẫn dắt đến một cái kết rất là đẹp. Cho nên là không có gì hơn, em chỉ mong là mọi người phải luôn có thật nhiều sức khỏe, cũng như là có thể dành cho nhau những cái sự đặc biệt nhất trong chương trình, cũng như là cả sau khi chương trình kết thúc thì mọi người vẫn có một cái sự kỷ niệm, hoặc là có một cái gì đó nó phát triển hơn nữa. Em chỉ mong vậy thôi, cảm ơn rất nhiều ạ. Và bây giờ thì chúng tôi đã dùng hết sức để đẩy rồi, còn thuyền có chạm được vào với nhau hay không, thế thì là do các bạn, do động lực và cái mong muốn từ bên trong của các bạn. Như quý vị cũng đã biết thì nếu như hai bạn Tùng và Thu để lại tấm thiệp đỏ trong phong bì này và đưa cho người kia thì có nghĩa là các bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Còn nếu như màu xanh thì các bạn sẽ chỉ coi nhau là bạn mà thôi. Cá nhân em cũng như là mọi người ở đây đều nhìn thấy rằng là hai bạn có rất là nhiều điểm tương đồng, và có thể nói rằng là mình có thể đánh giá được là hai bạn rất phù hợp với nhau. Tùng có một chút điều chỉnh thì tốt hơn. Sự nghiệp và tình yêu là hai cái cánh của một con chim, hai cái bánh của một cái xe máy. Nó đi được hay không là cần thiết cả, rất là cân đối. Nhiều người sau khi kiếm một đống tiền quay lại cảm xúc không còn nữa, bởi vì nó chai sạn cảm xúc rồi. Nhắn nhủ Thu một điều rằng là trong đầu chương trình có một chút gì đấy chúng ta cảm nhận thấy là Thu có chút mặc cảm. Còn những gì còn có thể lăn tăn trong quá khứ, hãy khép lại quá khứ, mở tới tương lai ạ. Bạn Tùng sinh năm 92, tuổi Thân. Bạn Thu sinh năm 96, tuổi Tý. Thân Tý Thìn tam hợp. Còn với anh thì anh lại giải thích thêm một cái góc khác nữa. Ví dụ như Thu là một người thiếu thốn sự tình cảm và thiếu thốn một cái sự bảo vệ, một cái chỗ dựa vững chắc từ còn nhỏ. Thì hôm nay em được gặp Tùng, mà không chỉ là Tùng mà là còn Sơn Tùng. Có chỗ nào vững chãi hơn là núi non trùng điệp. Còn đối với một chàng trai coi sự nghiệp của mình là quan trọng, còn cái gì tuyệt vời hơn khi gặp một người phụ nữ tên là Thu. Kinh doanh chỉ Thu mà không có Chi. Thế thì chả phải rằng là số phận đưa các bạn ấy gặp nhau. Hai bạn ấy chắc chắn sẽ chọn nhau và hai bạn đều ra thiệp đỏ. Nếu như mà không ấy, thì tôi thề. Từ nay thì tôi không bao giờ làm tư vấn nữa. Vâng. Mọi thứ dường như đang đứng về phía các bạn, nhưng quyết định của các bạn mới là quyết định cuối cùng. Và khi các bạn suy nghĩ, ở những giây cuối cùng tôi muốn dành tặng các bạn một món quà nữa. Đó là phần trình diễn tiếp theo của Ali Hoàng Dương với một ca khúc sẽ làm cho những chàng trai trở nên có trách nhiệm hơn. Ca khúc được mang tên Theo Anh. Có phải em là thiên thần đến bên anh thật ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này, hãy theo anh đi khắp thế gian. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Cha Ban, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là Luân Đôn, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh. Người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngàn xanh. You are my angel, my angel. Em là thiên thần đến bên anh thật ân cần, hãy cho anh gần em thêm một chút. Lắng nghe tim của anh này, nắm đôi tay của anh này,
để theo anh đi khắp thế gian, đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh đừng rời xa anh, người yêu ơi, hãy cho anh bên em, anh sẽ chở che trong vòng tay của anh. Người yêu ơi, hãy cho anh yêu em, anh sẽ thủy chung với tình yêu ngát say. You are my angel, my, my angel. You are my angel, my angel. Yeah. My angel. Ta sẽ mở thiệp của Tùng trước. Cảm giác tim em chạm rồi này. Hồi hộp. Hồi hộp này, đập rất nhanh này. Hay là lâu lắm rồi mới bắt đầu được đập nhanh như thế. Thưa quý vị, nó là màu xanh. Ở tấm thiệp đấy có gì đặc biệt nữa không Phương Anh? Thứ giống như một lá thư ạ. Vâng ạ. Em có muốn Thu đọc luôn không? Hay là em muốn xem thiệp của Thu trước? Dạng em nào? Muốn xem thiệp của Thu trước ạ. Trước khi tôi rút tấm thiệp cũng phải chia sẻ một điều thế này. Trong cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ. Đôi khi ta tưởng vậy mà không phải vậy. Thế nhưng mà cũng lại cái kết thúc cũng hay ở một chỗ thế này. Cả hai người như là có cái ngầm mách bảo nhau. Bên kia xanh, bên này cũng xanh. Thưa quý vị, thật là bất ngờ. Ở đâu đó 80% khán giả giống như tôi đều tin rằng là họ sẽ cùng có một màu thiếp. Nhưng cái màu mà chúng ta nghĩ tới là màu khác. Đúng rồi. Không phải là màu này. Thế nhưng cái gì nó cũng có lý do của nó. Cảm ơn em đã tham gia chương trình với anh ngày hôm nay. Vì em cho anh 7 trên 10 nên anh sẽ tìm cách cho nó thành 10 trên 10 nhé. Chấm than. PS, sau buổi quay này cho anh xin SDT của Thu để chúng ta có thể nói chuyện và hiểu nhau hơn. Chấm than, một cái tim đen. Hãy giữ vững sự điềm tĩnh, đừng sốt ruột. Thời gian sẽ mang tới những gì mà bạn muốn, vào đúng thời điểm với đúng người, vì đúng lý do, cái gì đến sẽ đến. 3 chấm. Hy vọng chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chấm than. Chỉ là em thích màu xanh thôi. 3 chấm. Có nghĩa là chỉ vì em thích màu xanh thôi, bởi vì màu xanh có thể là cái màu mà em có sự hy vọng và em tin nó sẽ thành hiện thực. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng các bạn ấy đang cho nhau một cơ hội. Một cơ hội mà những người chững chạc trưởng thành sẽ không vội vàng, mà họ sẽ tìm hiểu từ từ và nghiêm túc với mối quan hệ này. Chúc mừng các em vì các em ít ra đã gặp được nhau, đã tìm được nhau để làm bạn trước đã. Anh mong rằng những rào cản ở ngoài kia của tương lai, của cuộc sống, của tình yêu sẽ không bao giờ làm các em chùn bước. Mời em tiến ra phía trước. Thưa quý vị, chương trình sẽ có một món quà trị giá 20 triệu đồng là một chuyến du lịch. Điểm đến là do các bạn lựa chọn, dành tặng cho hai bạn. Mong rằng đây là chuyến du lịch sẽ giúp hai bạn hiểu nhau hơn, sẽ giúp hai bạn sẽ thay đổi mối quan hệ của mình từ bạn bè lên mức cao hơn. Và nếu như ai nghĩ rằng nhìn thấy tình yêu là hãy vồ lấy nó, nếu ai thực sự hiểu tình yêu, nhìn thấy tình yêu sẽ trân trọng tình yêu, sẽ nâng niu, và một tình yêu tự nguyện luôn luôn là một tình yêu đáng trân trọng nhất. Cảm ơn hai bạn đã tới đây. Mong rằng tình bạn này sẽ đưa các bạn đến với tình yêu và hơn hết giúp các bạn tìm được một người bạn đồng hành thực sự trong cuộc sống. Và chúng tôi nói với quý vị khán giả rằng chúng tôi yêu quý vị và quý vị chắc chắn yêu chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi hẹn quý vị vào tối chủ nhật tuần sau. Cảm ơn anh Đinh Đoàn, cảm ơn Phương Oanh, cảm ơn Tùng, cảm ơn Thu.
cái cú sốc đủ lớn để mình quên cái chuyện cũ đi. Chính là bên tay trái anh của đúng không? Giác quan thứ 6 của em rất là mạnh đấy ạ. Thì bố mẹ biết cảm nhận được là bạn đấy không yêu em thật. Dù có thể chúng ta dừng lại, nhưng chúng ta là người yêu nhiều hơn, làm cho chúng ta cứ vấn vương mà không quên được. Trận chung kết lượt đi trên sân Thái Lan trong đêm Giáng sinh sẽ mãi là một kỷ niệm không thể nào quên với bóng đá Việt Nam. Đừng cho mày lắp. Mày lắp hay. Mày lắp không vui. Thank you.
Đang chơi mai lát à? Cái gì vậy? Được rồi nha, chuẩn bị chơi. Chơi mai lát mà. Thank you.
the Dragon là quái vật đó. Quái vật and the Dragon. Nhìn lỡ cái này là... Cái gì vậy? Hãy chúng ta ông nộm chứ. Thì chị hãy dẹp bớt mấy thứ này mà. Đi dám. Thì mày ép lại đi không có tạo được. Để mình phải vô nhà nữa. Con ngựa đâu rồi? Ngựa như nào cái sao? Cho cái chơi được chưa? Để chạy đi chơi với được. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vô xem coi mình có nuôi. Ủa sao mình lại nhốt con này trong đây? Để mình nuôi nó đó. Trời, hèn chi cái nhà toàn tiết cái tuyết không? Để mình nuôi nó. Sao bây giờ nuôi nó? Để mình nuôi nó. Còn cái con kia thì sao? Mình giết nó rồi hả? Con gì? Cái con rồi tí mày theo cắt cái mũ của nó đó. Mình chắc nó vô nhà hả? Giết nó rồi. Rồi là mình đặt rồi là mình nuôi con người tiếp mới đó. Ờ, con đó là dễ thương mà sao gì? Con này nó dễ thương con kia, nó là cho người tiếp mẹ mà. Không, con này nó dễ thương hơn. Ai, 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 ai. Cái gì vậy? Lại sang sâu hả? Lại ấy. Đó, cung phải cần cung nâng cấp. Là dẹp luôn cung nâng cấp luôn mày. Cung này khỏi nâng cấp. Bỏ cái chí này là. Rồi sao xu lại mặc bộ giáp ra giống khi mặc bộ giáp nữa. Mặc bộ giáp chứ vậy. Mày mặc bộ giáp cho đẹp luôn. Ngon à. Trời mày lát nữa nè. Ê con lấu kìa. Chúng con lấu cái gì? Nó mặc nè. Nắng con lấu. Được. Mày. Thank you.
Rồi mà láp à. Ác độc nhé. Rồi mà láp mà. Nè nè nè. Đi gọi con ta xu cho mai láp nè. Bọc mừng xu lắm nha. Bây giờ chúng ta chiến chặt nó xu rồi đó. Bà mừng mẹ đô bốt đây. Chờ cái tay à.
con học một chút. Ôi ba bơi mai ai không ơi. Ai ai ai. Lên này ơi lên ơi lên ơi ơi đó nè không đi xuống kia. Ha ha ha.
đây nè. Để cho mình đắng tỏng thế sao nè.
ta xuống kia mai lát nữa. Thôi rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì?
Cái gì? Cái gì vậy? Nó ra mai lát mà. Mình vừa mới bắt đầu người chơi mà. Đi làm người tốt chứ bắt thành người xấu ở đâu. Mai lát là nó là người tốt mà. Ngân chơi mai lát à. Nè nè nè. Không biết hết đâu thôi bắt câu. Câu lên. Câu liền.